Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh chia sẻ một nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc Bắc Trung Nam. Như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, đây là một mẫu nhà được công ty chúng tôi thiết kế cho nhà anh Lợi có địa chỉ là ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Vâng, đây chủ đầu tư là anh Lợi có địa chỉ là ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Và kích thước của mẫu nhà này là 12 x 12,5m với diện tích là 130m2. Trước khi đi vào chi tiết phần ngoại thất của mẫu nhà này thì chúng ta hãy cùng xem là cái phần nội thất ở bên trong được bố trí như thế nào. Ok, đây là phần mặt bằng công năng, phần bố trí nội thất của mẫu nhà này. Với kích thước 12 x 12,5, tổng diện tích 130m2 thì công ty chúng tôi đã bố trí phần nội thất cho khách hàng như thế này. Khu vực ở phía mặt tiền là sảnh chính. Bước vào sảnh chính, chúng ta sẽ đi tiếp cận cùng với lại không gian của phòng khách và phòng thờ. Phía bên tay phải của ngôi nhà là khu vực chúng ta bố trí phòng thờ ở ngoài mặt tiền. Tiếp theo là phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 lần lượt có diện tích là 13m2. Ở phía cuối nhà sẽ được bố trí một phòng tắm và một phòng WC có diện tích 2,5m2. Vâng, mỗi phòng có diện tích là 2,5m2. Phòng tắm sẽ được bố trí chậu rửa mặt và cây sen tạp đứng. Còn phòng WC sẽ được bố trí nội thất là chậu rửa mặt và WC. À, cái bệt đấy. Khu vực phòng khách rộng 31m2 là khu vực trung tâm của ngôi nhà này, khu vực ở giữa của phần nội thất, phần bố trí mặt bằng công năng của ngôi nhà. Tiếp theo, bên phía tay trái được bố trí một phòng ngủ rộng 11m2 ở phía mặt tiền và một phòng khách, một phòng bếp và phòng ăn được bố trí ở khu vực sảnh phụ của ngôi nhà. Phòng khách và bếp ăn có diện tích 21m2, có một lối đi ra cửa sau là cửa nách của ngôi nhà. Đây là cái vị trí mà có thêm một phần không gian để chúng ta có thể đặt thêm một cái giường hoặc là một cái sập ở vị trí này, chúng ta có thể nằm ở vị trí này cũng được. Nếu trường hợp mà gia đình có thêm khách thì chúng ta có thể ngủ tạm ở vị trí này. Và bước ra khu vực sân sau của ngôi nhà, đấy là khu vực mà chúng ta đặt máy giặt và cũng là cái khu vực mà chúng ta bố trí một khu vực sân ướt để phục vụ cho những cái hôm mà gia đình có cỗ hoặc là cần làm thêm nhiều đồ ăn thì chúng ta có thể sử dụng khu vực sân sau này để chúng ta sinh hoạt. Và ngôi nhà này được thiết kế với hai sảnh, sảnh chính và sảnh phụ, có nghĩa là ngôi nhà có hai mặt tiền và thêm một mặt sau của ngôi nhà nữa. Với tổng diện tích 130m2, chúng tôi bố trí công năng như thế này thì các bạn có thể tham khảo cái phần mặt bằng công năng và mẫu nhà của ngôi nhà này để xem có phù hợp với những nhu cầu của gia đình nhà mình hay không. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với phần ngoại thất. Đây là phần sảnh chính của ngôi nhà. Phần sảnh chính được chúng tôi thiết kế hai cột sảnh là cột vuông với bát cột ở bên dưới được sơn giả đá và bát cột ở bên trên cũng được sơn giả đá. Phần thân cột được kẻ chỉ lớn và sơn màu đậm hơn. Tất cả phần thân tường của ngôi nhà được sơn màu ghi nhạt và phần đỉnh chữ A cũng được sơn màu ghi nhạt cùng tông màu với lại tông của mái. Tất cả phần chân tường được ốp bằng gạch thẻ có màu tối. Ở phía mặt tiền ở sảnh chính và sảnh phụ có được bố trí thêm phần khu vực để chúng ta trồng hoa cây cảnh ở mặt tiền. Tất cả hệ cửa đi của ngôi nhà được thiết kế bằng nhôm hệ PMA 55 với kính an toàn dày 6 ly 38. Vâng, đến với khu vực phần sảnh phụ của ngôi nhà. Đây là khu vực sảnh phụ mà chúng ta có thể nhìn thấy được là khu vực này thực tế nó không phải là sảnh phụ mà khu vực ở phía sân sau của ngôi nhà. Đây là khu vực cửa nách chúng ta đi ra, đây là khu vực nhà vệ sinh. Đấy. Thì phần này chúng ta có thể làm sân ướt để máy giặt. Vâng, khu vực liên kết giữa sảnh phụ và ở phía sau được bố trí một khu vực chậu trồng hoa ở phía này. Và phần tất cả phần mặt tiền của khu vực sảnh phụ và khu vực sân sau cũng đều được trang trí như phần mặt tiền, phần sảnh chính của ngôi nhà. Vâng, đây là khu vực sảnh phụ của ngôi nhà. Sảnh phụ cũng được trang trí bằng hệ cột vuông với bát cột trên và bát cột dưới thì được chúng tôi sơn giả đá, phần thân cột cũng được kẻ chỉ lớn và có sơn màu đậm. Phần đỉnh chữ A trang trí ở phía trên có được đắp thêm các phần phù điêu để nhằm tạo ra một cái điểm nhấn cho ngôi nhà.
Đây là cái view mà chúng ta có thể nhìn ở phía trên xuống. Thì như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, cái view này chúng ta còn nhìn rất là rõ cái phần hệ mái ở phía trên. Thì hệ mái là công ty chúng tôi thiết kế theo kiểu mái Thái, xây tường thu hồi và đổ phần mái để chứa hạ ở phía trên. Sau đây chúng ta sẽ đi hệ vì kèo và lợp bằng ngói. Đây chúng ta sẽ đi vì kèo lợp ngói và có đắp cái bờ chạy. Đây là đắp phào ở phía trên này để tạo ra một cái sự chắc chắn cho ngôi nhà này. Vâng, đây là view mà chúng ta nhìn ở bên phía tay phải của ngôi nhà. Thì đây là một cái mặt mà chúng ta cũng sẽ trang trí, cũng sẽ đắp phù điêu trang trí và sơn trang trí như tất cả các mặt khác. Với cái đặc tính của ngôi nhà cấp 4 mái Thái như thế này thì chúng ta sẽ trang trí sơn ở tất cả 4 mặt của ngôi nhà. Vâng, chúng ta vừa mới lướt một vòng xem tất cả các view ở các mặt của ngôi nhà này. Thì các bạn đã nhìn thấy được cái phần trang trí, phần ngoại thất của ngôi nhà. Chúng ta sẽ trang trí như thế nào, phần mặt tiền, phần sảnh phụ, sảnh chính, hay là những cái phần phía sau của ngôi nhà thì được chúng ta trang trí như thế nào. Thì ngôi nhà này chủ đạo là được sử dụng bằng hệ cửa nhôm PMA55 kèm theo sơn, là chúng tôi sử dụng sơn SK. Và phần sảnh của ngôi nhà được thiết kế với 5 bậc cấp bước lên trên nhà và được ốp bằng đá granite tự nhiên có cùng tông màu với lại phần sơn giả đá ở phía chân cột. Hai phần cột sảnh chính và sảnh phụ thì có được trang trí thêm phần đèn gắn tường hay còn gọi là đèn trang trí. Phần đèn chùm ở khu vực sảnh chính cũng là một cái tạo ra cái điểm nhấn rất là đẹp cho ngôi nhà này. Phần phân tầng giữa sàn mái bằng và cái phần mái vát ở phía trên thì được chúng tôi đắp thêm các phần phào. Đây là cái khu vực mà chúng ta đổ sàn mái bằng, sau đấy chúng ta sẽ quay tay gạch ra và đắp phào giật cấp như thế này. Ngoài ra các bạn có thể trang trí bằng cách là đắp phào giật ít cấp thì không phải quay tay gạch hay là không phải phải đổ cái phần bê tông chéo. Đấy, rất là nhiều cách. Phần đỉnh chữ A thì được đắp phào lớn giật cấp để tạo ra được một cái phù điêu, một cái điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà. Vâng, cùng tổng hợp lại một chút nữa thì đây là một cái mẫu nhà được thiết kế với kích thước 12 x 12,5m, tổng diện tích là 130m2, chủ đầu tư là anh Lợi, có địa chỉ là Thạch Thành, Thanh Hóa. Và mẫu nhà này được các kiến trúc sư của công ty Bắc Trung Nam chúng tôi trao đổi cùng với gia đình trong khoảng thời gian 25 ngày để hoàn thiện một hồ sơ đúng như những cái gì mà khách hàng mong muốn. Và bộ hồ sơ này thì sẽ được giao đến tay gia đình nhà anh Lợi bằng cách chuyển phát nhanh. Nếu như các bạn ở xa có nhu cầu đăng ký thiết kế và thi công chọn gói, các bạn có thể liên hệ đến công ty chúng tôi theo số điện thoại hotline 0963 95 1111. Ngoài ra nếu như các bạn ở gần, các bạn có thể trực tiếp đến trụ sở của công ty chúng tôi ở số 68 phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một cái kênh YouTube mà chúng tôi đã đăng rất là nhiều các cái mẫu nhà lên cho khách hàng tham khảo, có cả đơn giá, cả chi tiết về phần công năng, vật tư vật liệu sử dụng trong ngôi nhà này. Các bạn có thể liên hệ đến công ty chúng tôi theo số điện thoại hotline để ở trên cái kênh YouTube này. Ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm cái kênh YouTube của chúng tôi bằng cách gõ vào thanh công cụ tìm kiếm Bắc Trung Nam, ngay lập tức sẽ hiện ra được cái kênh của chúng tôi. Các bạn cũng có thể kết bạn với số điện thoại hotline 0963 95 1111 trên app Zalo để tìm hiểu thêm về các cái mẫu nhà mà công ty chúng tôi đã đăng lên trên trang Zalo đấy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.